Một người có nhiệm vụ nhìn nhanh và ghi nhớ 5 cụm từ trong 15 giây trên màn hình LED. Sau khi kết thúc 15 giây, cả hai sẽ tiếp tục có được 60 giây để người biết được đề bài sẽ truyền tải thông tin bằng cách diễn tả bằng lời nói và hành động để người đồng đội của mình đang đeo tai nghe có thể hiểu và ghi lại chính xác các đáp án lên bảng. Đáp án đúng được cộng 10 điểm, đáp án sai bị trừ 10 điểm. Quý vị thân mến, và bây giờ ai hiểu ai hơn sẽ là phần khởi động dành cho cả hai đội. Theo đúng với luật chơi thì tiên chủ hậu khách, đội chủ nhà sẽ thi trước. Và chúng ta thấy được rằng đội hình của họ vào vị trí rất là rõ ràng. Oanh Kiều sẽ là người nhận lấy phần gợi ý của Oanh Thủy. Sẵn sàng nha. Kiều ơi, em bị hạn chế về tai nghe đó. Bây giờ anh bật nhạc là em không nghe được gì đâu nhé. Cố gắng nha. 15 giây đầu tiên bắt đầu. Nhớ toàn bộ những đáp án này nha. Cố gắng ghi nhớ nào. Gồm 5 danh từ khác nhau liên quan đến đồ vật, con vật, nhân vật nào đấy. Đấy, diễn tả đi, nói đi. Đeo tay. Nói đi. Đồng hồ. Ghi vô. Nói lớn lên nha, Thủy, em mạnh mẽ lên. Họa sĩ. Họa sĩ. Oanh Thủy. Vẽ. Họa sĩ. Đúng rồi. Ghi vô. Còn 30 giây nữa, ráng lên, lẹ lên. Gối ôm. Hay quá, trời ơi, vừa giỏi quá. Tiếp luôn em ơi, còn 20 giây nữa. Ráng lên. Huy chương. Yeah, huy chương. Tuyên dương. Yeah. Cái cúp mà. Huy chương đeo vô mà. Còn 6 giây, 5 giây, 4 giây, lẹ lên. 3 giây, 2 giây, 1 giây, hết giờ. Chúc mừng đội chủ nhà đã vượt qua thử thách đầu tiên cũng khá tốt quá chứ. Chúng ta kiểm tra lại cái đáp án nhé. Đầu tiên là đồng hồ. Có đồng hồ không? Phải là đồng hồ không? Đồng hồ, chính xác. Cộng 10 điểm. Tiếp theo, họa sĩ. Chính xác, họa sĩ. Ây da. Chưa có sự trùng khớp. Xin mời hiện lại chữ họa sĩ. Sĩ kia y ngắn ha. Sĩ này y dài ha. Giờ sao? Thấy em si đẹp trai không? Anh đẹp trai, đẹp trai. Đẹp trai không Kiều? Dạ. Địch trời. Vậy cộng 10 điểm. Tiếp theo, gối ôm chính xác luôn, giỏi quá. Ở nhà chắc cũng hay ôm gối ngủ đúng không? Tối nào cũng dành gối với một con bé em nữa anh. Vậy hả? Vậy sao không mua 2-3 cái luôn nữa khỏi dành? Nhà rất nhiều gối ôm luôn, vẫn nhưng dành. Mà vẫn dành mỗi cái con đó thôi. Làm chị khó lắm, chẳng phải chỉ đùa. Tuyên dương, có tuyên dương hay không? À không, nó là cái huy chương. Như vậy là chúng ta đúng được 3 đáp án. Chưa trùng khớp một đáp án. 30 trừ 10 còn 20. 20 cộng 20 là 40 điểm. Dạ, chúc mừng đội chủ nhà. Đây cũng sẽ là áp lực tâm lý dành cho đội khách mời nha. Hai anh em song sinh, đó là Thức và Trà, cố gắng làm sao vượt qua được con số 40 này. Và bây giờ xin mời đội khách mời vào vị trí. Đội khách mời đã sẵn sàng ở vị trí của mình và chắc chắn họ đã có những kinh nghiệm nhất định rồi. Cố gắng nha. Và bây giờ sẽ là bộ đề bài của bạn. 15 giây để ghi nhớ toàn bộ những đề bài này. Xin mời. Đó, mình nhớ lại những cụm từ này nhé. Rất là dễ thôi, nhưng mà quan trọng mình có nhớ được đầy đủ hay không. Đấy. Nhớ kỹ nha. Xin mời. Diễn tả đi. Búp bê. Hay quá. Ghê. Mới đầu hồ tiên. Hồ bơi. Hay trời ơi, xuất sắc. Lạc đà. Trời ơi, chơi cái gì nữa? Chơi gì ai chơi lại trời ơi. Túi sách. Trời ơi trời. Kiều. Ta đóng tin luôn á Kiều. Gì nữa? Người ta song sinh đó Kiều. Búp bê, hồ bơi, lạc đà, túi sách. Quan trọng là người ta nhớ hay không? Quan trọng là phải nhớ. Còn 20 giây nữa thì ta. Đáng nhớ. Còn cái gì nữa? Búp bê nào, hồ bơi, lạc đà, túi sách. Luân phiên nhớ lại. Bạn còn 15 giây nữa. Ráng lên, ghi kỷ lục. Phải lập kỷ lục. Ráng lập kỷ lục nào. Còn 9 giây nữa. Tiếc quá. 3, 2, 1. Hết giờ. À. Quá ấn tượng với cách thi đấu của hai anh em, đó chính là Thức và Trà. Các bạn chỉ cần nói một lần một thôi là tín hiệu bắt được chính xác luôn. Và trong khi tai nghe chúng tôi đang hoạt động rất là bình thường. Rõ ràng là hai bạn có gắn những thiết bị như là Bluetooth, Wi-Fi cái kiểu vô trong người đúng không? Các bạn bắn tín hiệu cho nhau hả? Không có. Chứ làm sao Trà ơi? Tại vì là em sinh đôi, đơn giản vậy thôi. Vậy hả? Nhìn vô miệng là biết liền. Ghê thiệt. Chúng ta kiểm tra đề bài nhé. Búp bê, có búp bê hay không? Có búp bê.
Hồ bơi ơi, có hồ bơi. Lạc đà ơi, có lạc đà. Túi sách à, có túi sách. Nhưng mà bây giờ cái cuối cùng là cái gì? Cái con gì mà nhớ mình không ghê nhớ luôn. Nhớ luôn. Cuối. Nhớ con thứ hai, vậy tôi nói con thứ hai. Và hình ảnh cuối cùng là lạc đà không tới á. Lá thư. Trời ơi, tiếc quá. Nếu không là các bạn đã lập kỷ lục rồi. Cũng chúc mừng cho đội khách mời. Bốn đáp án đúng, tương đương 40 điểm cộng với 20 điểm tặng là 60 điểm. Wow, thật ra